Lộn lưng phát hiện cô gái dụ dỗ ông cậu ra khu rừng hoang vắng để làm điều này. Chúng ta hãy xem hết video này, câu chuyện thực hư như thế nào nhé. Mến chào tất cả quý ông bà, các bác anh chị và các bạn thân mến nha. Thưa Kỳ, hôm nay sao em tụi anh xuống đây sao em dẫn ai mà vô cái chỗ em sống hôm nay ăn mặc đẹp vậy? Kể cho mọi người nghe coi. Ơi, ông cậu của em đó, ông cậu ngoài xã hội của em á, ông mới bỏ vợ ông đây nè, nên thử ông mới qua đem kiếm em nè. Ai mà chịu nổi ông này, chỉ có em mới đáp ứng được ông nội này thôi. Trời, con vợ ông á. Sao? Dễ gì? Vợ sao dễ gì? Vợ ông yếu xìu à, đâu có đáp ứng được cho ổng. Ổng mới qua đây ổng kiếm em nè. Trời ơi, có người như em vậy nè mới xứng tầm với ổng thôi. Nhưng mà em đền ông em làm gì mà sao em lại cho ổng ở đây sống chung với em? Thì ổng ở đây sống chung với em thì cả đôi bên cùng có lợi, hai bên đáp ứng qua cho nhau vậy nè. Đáp ứng về vấn đề gì? Trời ơi, thì cái mà tụi anh cũng biết rồi. À, cái chuyện ấy ấy ha. Đúng rồi. Ủa, thứ gì anh đang có một cái thắc mắc là tại sao tự nhiên hôm nay bọn anh đến thấy cái chỗ này của em thấy khác lạ vậy? Ai làm cho em mấy cái này đấy? Thầy Khẩm Gài cũng cậu cháu leo hay làm đó, rồi cũng nhờ mấy cái người xung quanh ai giúp được giúp á. Chứ cũng sống qua ngày đoạn tháng mà đi đây mai đó mà có gì đâu, bình thường thôi. Mà sao tụi anh đến đây mà ông cậu em sao cứ nằm im trên võng vậy? Bị sao hả? Có bị bệnh gì không? Ổng á hả? Ổng mới làm xong ông mệt ông ngủ rồi đó. Ổng mới làm nháy xong rồi đó. Ui dồi, làm tại trong rừng này luôn hả? Trời ơi, có ai đâu. Nói chung là hai người ngủ đi võng này luôn á hả? Sao không mua cái giường hay là cái giường tre là cái gì mà ngủ võng thì sao ngủ cho đủ? Thì tới tối thì tính sao, nó tối thì có kiếm mấy cái tấm bạc khác rồi lót ở đây ngủ đại, chỗ này thì để che mưa rồi. Thì có sợ muỗi mấy gì không? Trong này anh thấy muỗi nha. Quen rồi, một cái khu rừng như thế này nè, như vậy. Đó, cô gái đang ngủ chung với một ông cậu ở trong khu rừng tràm, rừng cây này. Có một ngôi chòi duy nhất thôi. Cái ông này á, cỡ như em vậy nè mới đáp ứng được cho ổng. Con vợ ổng yếu xìu quá, không biết mắc bệnh gì nữa, đụng tới la quải hoài. Ông ghét ông bỏ đi qua đây. Ông nhiêu tuổi em? Em, ông cậu em khoảng nhiêu tuổi em? Biết đâu. Cũng tầm khoảng 22 già. Cậu em không biết tên, không biết tuổi. Trời ơi, có biết đâu. Nhưng mà em làm vậy em có lỗi với vợ với chị đó không? Với mợ chứ ha, cậu mợ mà, với mợ không? Nếu như nó biết được thì sao? Biết đâu, em ở đây em đâu có lại tới nhà em giật chồng bả đâu, thì tại chồng bả ra đây kiếm em thôi. Ai biểu bả không đáp ứng được cho ổng chi? Nhưng mà em cũng phải khuyên anh tư vấn là thôi, em cố gắng về lo cho vợ rồi mua thuốc này kia nọ, chứ em làm kiểu này rồi một hôm nay rồi em làm cho ổng thỏa mãn rồi mấy đêm rồi, cứ hai đêm không? Chắc tầm cũng cỡ đó đó. Hai đêm là hai đêm chứ sao cỡ được. Hai chuẩn bị sắp tới đêm thứ ba rồi nè, tính ba đêm luôn đi, ở đây đi với coi với tôi luôn đi, để đừng có đi về nghe không? Thôi, ở đây luôn đi. Để đi về đi, làm vậy không có được. Thôi để anh tụi anh kiếm cho anh cho em một người khác, chứ không có làm vậy được. Nhớ kiếm hai... cho được nghe không? Kiếm không được em bắt mấy anh thế đó. Rồi, hai người sống chung như vậy rồi tắm rửa rồi ăn uống sao, rửa ráy sao? Trời ơi, thầy đi vô mấy quán cà phê hay là uống ly cà phê cái có toilet đó, đi vô trỏng tắm cái rồi xong, sống qua ngày đoạn tháng cứ vậy được rồi.
mà công nhận nha, sau lúc này em ăn mặc ở trong rừng mà em mặc thì vái rồi thấy giống như tiểu thư vậy. Chứ giờ mặc sao giờ thì đồ của mình đụng đâu mặc đó, giờ biết làm sao mặc gì biết. Giờ anh không biết nghề xưa của con bé là nghề gì hả? Không, con bé nó tao mặc đồ này không mà. Đúng rồi, với lại em cũng nhắc lại cho tất cả quý ông bà cô bác anh chị hiểu là cô bé Thư Kỳ này là hồi xưa là ngủ dưới nhà, trong nhà hoang dưới nghĩa địa. Và thứ nhất là cũng có dông theo. Hôm nay thì về quê sống một thời gian thì nói chung ra là cũng định ổn lại tinh thần, cuộc sống ok, nhưng mà không may bị anh hàng sớm, ông già hàng sớm cái tối ngày qua làm những sàm sữa rồi ham dội rồi là làm cho khiến cho em bỏ đồ lên đây và sống trong khu rừng này, và không rồi hôm nay là tiếp tục kẹp với cái ông cậu gì và xã hội cậu quen á, rồi em làm như vậy rồi gây ảnh hưởng lắm, cái này là cũng giống nó không có sạch sẽ rồi bệnh hoạn rồi sao được. Hai người bây giờ nếu như cảm thấy hai người được thì ví dụ như ra từ bên kia kiếm tiền đi xin việc làm thuê nhà sống đi. Thì cũng đang kiếm việc nè, mà chưa có biết làm sao giờ, cũng đang kiếm ấy thôi. Cái kiếp nạn của con bé này giống như là toàn là nhà hoang với cái địa với trong rừng không, chứ với lại hình như là cái kiếp trước sao với kiếp này toàn là sao mà ngủ rất nhiều ông như thế này. Ủa thế kia này anh đang còn thắc mắc sao tự nhiên có cái quần đùi của ai ở đây treo rồi. Quần đùi của ổng đã quên hôm bữa đó. Ức nhẹp vậy trời. Nhẹp vậy. Ghê quá. Ai biết ổng đâu bữa có quần đùi của ổng để đây rồi, bữa đó không biết ổng mặc cái gì về em cũng không hiểu nổi nữa. Ổng giờ hay là có người bắt quả tang xong rồi ổng chạy bỏ mất quần luôn. Phải không? Chắc vậy quá. Không, bây giờ em hỏi anh, hỏi thật nè, anh nghĩ là chắc không ai tin được đâu. Cái chòi này của cái giống vậy đó, cái chòi trong cái khu rừng này thì anh nghĩ nè, cái chỗ đây là cái chỗ lén lút giữa em và cái anh thanh niên là cho là ông cậu của em là hai mươi mấy tuổi ra đây là cái chỗ lén lút đúng không? Hay là em sống ở đây hồi bữa em mới quê em lên đây em sống ở đây rồi ông cậu em mò đến hàng đêm mò đến. Em sống ở đây mà thì ổng biết chỗ em ở đây thì ổng mò ổng đến thôi, em đâu có lại tới nhà em giật chồng ta đâu. Sao mấy bữa anh đến không có ổng? Lúc đó thì chưa biết ổng, lúc đó em nói với mấy anh là em mới lên Sài Gòn em nhờ mấy anh giúp đỡ đó, rồi mấy anh hứa giúp đỡ muốn phòng trọ cho em, rồi em cũng chưa có thấy gì hết trơn, rồi trong khi chờ đợi mấy anh em dựng cái liều này em ở tạm nè. Trời ơi, nhắc tới cái vụ đó em mới hỏi mấy anh đó, mấy anh hứa muốn phòng trọ cho em đâu. Rồi bây giờ thì một bữa một ngủ một đêm khách sạn với tụi anh đâu có khả năng đâu. Thì bây giờ nói chung nghe nè, bây giờ em muốn như thế nào em có thể chia sẻ đây. Thứ nhất là phải ví dụ như là sống như thế nào văn minh chút xíu, đi làm kiếm tiền, hay là muốn sống trong khu rừng này mưu sinh luôn, sống luôn ra nè, ra đây kiếm câu cá bắt ốc rồi sống nè. Nhưng mà cũng lành mạnh về cái tình cảm tình nam nữ chút xíu, chứ không cái kiểu như vậy là lỡ cái đây là tệ nạn xã hội em biết không. Chứ bây giờ em chưa ổn định, giờ kiếm việc chưa có. Nhưng mà thà em sống một mình ở đây em không có kịp với trai vậy là lỡ cơ quan chức năng hay là người ta tới người ta tìm người ta thấy sao. Để đâu để em nói với ổng hạn chế ra đây gặp em đi, chứ cái chỗ em ở hổm gài đây mà em bỏ đi rồi em biết em ở đâu. Đây là trong khu rừng cho nên là cái đây là người ta thông cảm, chứ nếu như mà em mà cặp cài ở đây dưới cái khu vực mà gọi là cái dân đông là em bị người ta đuổi đi rồi đó. Em nói với ông mấy lần rồi, hạn chế ra đây gặp em đi, lỡ mà mấy cái người mà ra đi đường ra gặp không biết làm sao nữa, không biết mặt mũi đi đâu nữa. Rồi một ngày mà ông gái em bao nhiêu lần? Hả? Hai ba lần không? Cỡ đó đó, đúng rồi. Rồi một lần bao nhiêu hiệp? Cỡ 4-5 hiệp gì đó. Rồi ông đi về à? Ừ, rồi xong rồi ông hứng không ra nữa. Đúng rồi. Vậy là tính ra là ông nạt nhu cầu cũng cao ha.
bởi vì vợ ổng không đáp ứng được cho ổng đâu, mới ra đem kiếm em nè. Ủa thứ gì, hình như hôm nay ông cậu em có tí chút men này sao ấy nhỉ? Dạ, không, chắc đuối quá ngủ mẹ rồi. Đuối rồi, ổng ngủ chưa có dậy đâu. Chắc nhậu mấy chai? Chưa giờ nhậu mấy chai? Nhậu có men một tí xíu lặn cho có máu lặn ấy ấy xong rồi ngủ rồi. Mà đúng là em chứng nào thật đó. Về quê thì sống thấy trắng trẻo là ổn định nè, thấy được nè. Nhưng mà có cái là cái máu mà gọi là nhu cầu của em không bỏ được. Bởi vậy cho nên người em như vậy là ông hàng xóm nào mà ông không chịu, ông chịu nổi. Ông qua ông làm em biết rồi, cuối cùng em không cho rồi ông này cái nổi với em sợ em bỏ lên đây chứ dễ gì. Trời ơi là trời. Rồi bây giờ em tính sao? Kêu ông dậy đi về đi. Vậy hả? Kêu ông dậy về hả? Để em kêu ông dậy nha. Kêu dậy đi về đi, rồi chia sẻ chút xíu rồi để mất công anh ơi, anh đi về đi anh ơi, ở đây mất công rồi. Người ta tới người ta thấy này kia cái nọ rồi mất công làm ảnh hưởng cho con bé nữa. Nhưng mà em á, em cũng mai mốt anh kiếm ông khác cho em nha. Kiếm người nào đàng hoàng rồi sống cuộc sống đàng hoàng chứ kiểu này sao được. Kêu dậy đi về đi. Anh mấy anh kêu ổng dậy phụ giúp em đi chứ em kêu nãy giờ ổng cũng đâu có dậy đâu. Rồi em kêu với tụi anh mất công rồi, ổng chửi tụi anh nữa, anh đâu dính líu gì tới ổng rồi. Em, ổng có tiền không rồi? Có thiệt. Ổng có tiền không? Cho em tiền không? Cũng có cho em ăn uống rồi này kia, cũng cho em sống qua ngày chứ dễ gì cho không. Cho em theo cái hả? Ý cho theo hiệp hả? Hả? Thì lúc nào cần thì xin lúc đó. Cho ăn lần 200-300 ngàn gì không? Chắc cửa đó không? Cũng cỡ đó thôi, dù như cần lúc nào cần thêm thì xin thêm. Trời ơi, không cho tiền dễ gì đụng được đó em. Nhưng mà có xài biện pháp an toàn không? Có. Ổng ở đâu rồi? Chắc ông giục của quá đâu rồi đây ha. Chắc ông giục của ông giục đâu xa xa quá. Trời, bé nó hiền lành ghê chứ tính ra nó cũng bé. Vậy. Bữa nay nó chững chạc hơn lúc trước, nhưng mà cái gọi là cái con người của máu của nó á là gọi là nhu cầu cao thì không thể nào bỏ ra được, bỏ được. Cho nên nó đi đâu là nó không thể nào mà thiếu được. Nó làm bằng vốn tự có nó mà nó trả ơn người ta đó. Nhưng mà nè, ví dụ như sau này á, em sống ví dụ như nghe nói là em ở quê cũng quen một người sống rồi, người ta không đủ nhu cầu em cũng bỏ người ta hả? Đúng rồi. Trời ơi trời, ngõ này. Rồi cuộc đời của em là biết bao nhiêu ông vậy? Chứ giờ biết làm sao, giờ thôi kệ, cứ sống qua ngày đoạn tháng gì đi chứ giờ biết làm sao. Ê, cô khán giả của nói rằng là bây giờ giúp em việc làm à, em có muốn đi làm không? Sao em cứ ở đây hoài vậy, không đi làm rồi sao? Dạ muốn, mà em cũng đang kiếm việc làm nè. Chắc là em đi vô quán cà phê hay trong cây làm lại quá. Tiện đây bà con cô bác nào có việc làm nè, hay là có ai thiếu nhân sự thiếu. Nhưng mà không có giấy tờ nha. Bé không có giấy tờ. Không có tờ, còn em nói trước là em không có biết nguồn gốc của cô bé. Ở đâu cứ cặp tụi em quay đăng tải lên thôi chứ không có biết quê hương rồi nha. Nó tội quá, nó cứ dày hoài. Nhưng mà nghĩ không được đâu. Vô làm 3-7-1 rồi cũng bỏ ra theo trai à. Nhiều khi nó cua luôn cả ông chủ, ông tội người ta. Bé này như có canh tiểu tam sao không ơi. Không biết phải không. Trời là trời. Kêu ông dậy về đi em. Trời ơi. Cậu ơi. Ê, anh ơi. Dậy đi. Cậu ông nội tôi chứ cậu. Lúc hai người bên nhau có cậu không? Không, trời ơi, quên. Ừ, lỡ lời theo ý mấy anh này. Anh ơi, dậy đi. Đó, ông xỉn rồi. Trời ơi, kêu cái bên nhau cậu, vậy là vậy rồi. Ở ngoài thì cậu, lúc bên nhau thì kêu anh em ha. Cái này nó hay thì nó chứ. Kìa, mấy bạn kêu anh kìa, dậy đi, có khách kìa. Rồi, giờ qua đây chia sẻ xíu đi. Anh yêu ơi, dậy đi anh yêu à. Trời ơi, má ơi. Thôi, má cái này nhạy cảm nó không. Đây này, khu rừng nè. Ồ, trời ơi. Đây là cái chòi mà em gái này che sống tạm qua ngày nè. Này như không chịu tiếp chuyện tụi anh hay sao á. Thằng này nó cố tình nó né tránh máy quay rồi. Không, cái đây mà đưa lên cộng đồng mạng thì mấy công rồi, vợ con thấy mấy công ảnh hưởng tới con bé này nữa mấy công. Không được. Thôi kệ đi, tôn trọng họ.
Tại vì những cái gì á, như lại anh quay hình ảnh của em là em phải cho phép tụi anh quay, anh mới quay nha. Anh đăng tải lên cộng đồng mạng nha. Em đồng ý không? Dạ. Đó, chứ còn ví dụ như người ta không cho đồng ý quay, ví dụ như chẳng hạn ông cậu của em không đồng ý thì tụi anh tôn trọng. Cái gì cũng vậy. Còn em đồng ý đúng không? Dạ. Cái đó là nó rõ ràng, cái để mấy công sau này rồi trách tụi anh là không có được. Cái gì cũng rõ ràng. Bây giờ này nè, tôi lát nữa đi ăn uống tắm rửa, rồi tụi anh mua cho em một cái mền hay là cái mùng gì đó, rồi về đây tụi tối em ngủ, với lại mua cho em cái chai xịt mũi đó, được không? Dạ. Hên là bữa nay cũng không có mưa á, chứ mưa là cũng tụi anh quay cũng không được. Nhưng mà tụi anh đây đến bất ngờ mà tụi em như vậy hoài là không nên. Ngủ như vậy hoài mà công nhận nha, em bị đau sao em lúc nào cũng kiếm cho, hình như là ngày nào em phải có nhu cầu hả em? Dạ đúng rồi. Ồ, em không phải vừa giỏi gì nhiều lúc. Thật sự ra là đúng là một người phụ nữ Việt Nam có can đảm, có bản lĩnh, nói ra chuyện thật, cái sự ham muốn của mình là giống như cô Trang U50 hồi xuân, đại gia hồi xuân cũng nói một đêm 7 hiệp đang tiễn chồng. Bây giờ em tiễn chồng, nếu như mà em có muốn có một tiễn một người chồng như thế nào, em dạng giới hạn cho em chia sẻ xíu, nếu như em tụi anh giúp em tiễn một người chồng như thế nào mà để cho em mà gọi là nhu cầu là lương bao nhiêu nè, một đêm hay là một tháng gì đó, hay là ngày nào cũng phải phục vụ em từ bao nhiêu hiệp đến bao nhiêu hiệp, em nói em chia sẻ chút xíu. Anh có thể có anh nào đủ nhu cầu không, biết đâu là anh rước em về em phải cuộc đời. Để coi, em cũng đơn giản lắm. Anh nào hả, cao gáo phong độ nè, đẹp trai khoai to túi tiền dày và xin lý mạnh là ok hết trơn à. Đó. Được, đêm nhiêu hả? Đêm hả? Ví dụ như bữa nào mà đi làm mệt á thì chừng 2-3 cái thôi, còn ví dụ như cuối tuần á nha, ví dụ như mà hôm nay thứ bảy thì ngày mai chủ nhật nghỉ á, làm phải 6-7 cái cho em nghe, không thôi là em giận á. Má bé này ăn gì mà nó nhu cầu cao dữ vậy? Thẳng thắn ha. À, thẳng tính. Như là rụt nãy vừa. Cái áo đầm thì nhìn thấy trong cái hình ảnh thấy nó mới vậy thôi quý cô chú anh chị, thấy nó màu đỏ, nó sạch ra, thật sự ra mà nhìn ở bên ngoài nó đang thui xình được không à quý cô chú anh chị, thì do cái màn hình tụi em quay á nó hơi nét chút xíu, chứ thật sự cái đầm này nè nó đang thui à, toàn là xình không, rồi sao nó ngứa sao chịu nổi trời, cái đầm gì đâu mà nó đóng lem đóng lại thấy ghê, trời là trời. Rồi ông nội kia ông làm gì, máy là tụi anh tắt camera cho ông dạy ông đi về nha. Rồi biết đâu, mấy anh phụ em kêu ổng đi chứ em kêu nãy giờ không có gì. Rồi vậy đi, thôi em xin phép tất cả quý ông bà cô bác anh chị, em kết thúc video tại đây nha. Vậy anh để cho cái anh ông cậu của bé này về xong tụi em phỏng vấn. Vậy anh ơi. Cô thư kỳ chút xíu nữa coi. Kêu hoài mấy anh có dạy đâu. Rồi đi đi. Vậy anh yêu à, vậy đi vậy đi vậy đi vậy đi kìa.